Luật quản lý thuế năm 2019 quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng Thương mại trong việc cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản, trách nhiệm của Ngân hàng Thương mại trong việc cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản người nộp thuế, quy định về cưỡng chế phong tỏa tài khoản thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Tuy nhiên, nhiều khách hàng băn khoăn lo lắng về an toàn bảo mật thông tin của mình. Tôi cảm thấy cũng khá lo ngại bởi vì trong thời đại hiện nay thì rất nhiều trường hợp khách hàng bị lộ lọt thông tin cá nhân và thông tin cá nhân đó bị sử dụng vào những mục đích xấu và không phù hợp, nên tôi cũng cảm thấy khá lo lắng và có một chút bất an. Khi cung cấp như vậy thì nó cũng sẽ có khá nhiều lỗ hổng làm thông tin của mình bị lộ. Như thế thì thông tin của mình có thể bị giao bán trên các website và nó ảnh hưởng sau này tới chính cá nhân em. Các tổ chức tín dụng cung cấp những thông tin nào của khách hàng? Đấy. Chứ không phải thông tin nào tổ chức tín dụng cũng cung cấp cho cơ quan thuế. Đấy là phải khẳng định điều đó. Mà ở đây thì tôi nghĩ là theo quy định hiện hành thì chỉ cung cấp cái tài khoản thanh toán, chủ tài khoản số hiệu tài khoản, lúc mở, lúc giao dịch, tức là số tiền giao dịch trên tài khoản thanh toán và khi tất toán cái tài khoản thanh toán này. Cơ quan thuế yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế, tên chủ tài khoản, ngày mở, ngày đóng tài khoản thanh toán theo luật thuế do Quốc hội ban hành. Luật thuế đã do Quốc hội ban hành mở rộng hơn là về nghĩa vụ cung cấp thường xuyên các cái thông tin, rồi phạm vi nó rộng hơn, giao dịch nó nhiều hơn. Về một khía cạnh nào đấy thì mọi người lo ngại về cái chuyện là lọt lộ thông tin, không đảm bảo bí mật thông tin khách hàng. Nhưng ngành ngân hàng thì phải cung cấp thông tin cho hàng chục cái cơ quan khác nhau và luật đều quy định là các cái cơ quan mà tiếp nhận thông tin đấy thì chỉ được sử dụng vào những cái việc theo quy định pháp luật, chứ không được bán, không được chuyển nhượng, không được thực hiện các biện pháp mà làm lộ bí mật thông tin của khách hàng. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm bảo mật và chỉ sử dụng thông tin do Tổng cục Thuế cung cấp để phục vụ việc trao đổi với cơ quan thuế. Ngân hàng Nhà nước cũng dẫn các quy định về nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng cũng như hình thức, thời hạn, trình tự, thủ tục và hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin tại Nghị định 117 năm 2018 và một số công văn thông tư của Bộ Tài chính. Trước đó, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước về tình hình triển khai thử nghiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế với 5 ngân hàng thương mại gồm BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MB và Agribank.